Đi chào diễn đàn nha. Chú thì chả biết cái ông này nãy nói gì sao hết, mà chú nghe nói á, nói bây giờ chú xin lỗi mấy anh chị lớn tuổi hơn 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 tôi sanh đẻ Sài Gòn, Bắc di cư, bố mẹ tôi di cư năm 54, tôi sanh đẻ Sài Gòn, mậu thân tôi năm Mậu Thân 1968, tôi 10 tuổi. Tôi thấy Việt Cộng vô xóm tôi, còn cái vụ tổng tiến công và nổi dậy phân tích thì tôi không thích. Mời các bạn xem Google, search Google cái chữ nổi dậy, tổng tiến công, cái chữ nổi dậy các bạn coi, đừng có bao giờ xuyên tạc lịch sử quy định rồi. Còn tôi là dân Sài Gòn, dạ xin thưa, năm 68 nhà tôi chưa, coi như là chưa gì cộng vậy thôi. Còn ai muốn phản biện, còn xin thưa các bạn, những người nào không phải dân Sài Gòn thì thôi bớt nói giùm tôi một cái, tôi Sài Gòn chánh hãng, chạy vòng vòng luôn, mùng 2 Tết năm 68 cả gia đình bỏ đồ chạy vòng vòng luôn, cháy chỗ này cháy chỗ kia. Bây giờ những người bất cả bạn nghiệm đi, bây giờ hiện nay còn rất nhiều cái chung cư Sài Gòn xưa làm gì có chung cư, có chung cư chung người ta kêu là chung cư Nguyễn Ân Thuật, chung cư Minh Mạng ở quận 10, chung cư Nguyễn Kim, toàn bộ đó là năm 68 là bị đốt sạch. Còn ai đốt cháy như sao trong chiến tranh thì thôi không nói nữa. Thì dạ thưa, tôi xin thưa, lịch sử ghi rồi, còn dân người thật việc thật, đây dân Sài Gòn, ai muốn nói gì thì nói, là tổng tiến công và nổi dậy. Tại sao chữ nổi dậy? Tại vì ngoài ngoài cái mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đánh vào xong, dân Sài Gòn tự nổi dậy, tất cả các nơi điểm của cách mạng, mà trong đó có điểm nhà tôi, thì chữ nổi dậy làm sao? Chữ nổi dậy là nhân dân ở khu vực đó từng nơi nổi dậy, còn tổng tiến công là lực lượng cách mạng của mặt trận giấu miền Nam Việt Nam Cái này đấy đấy là cái cuộc cuộc tổng tiến công đấy đấy là làm sao ta đánh gọi là tổng bất tiến ngờ công đấy. là lực là quân sự, còn nổi dậy là nhân dân miền Nam cũng nổi dậy theo luôn, mà ngay tại Sài Gòn đây chánh hãng. Lúc đó tôi mới 10 tuổi thôi, thì ra tôi không dám nói nhiều, tại sao còn nhỏ quá, nhưng mà tôi thấy và tôi cũng chạy. Thì Được xin thưa rồi, các đại bạn, quân. xin thưa các bạn, những người nào mà nghe lịch sử, coi lịch sử và không hiểu lịch sử thì tôi cũng chả biết gì hết, tôi lúc đó còn nhỏ, nhưng mà tôi thấy. Thì nha, cái chữ tổng tiến công và nổi dậy, sau này lớn lên tôi đi học, tôi có học chính trị, có được cách mạng, thì tôi thấy chữ nổi dậy là đúng. Ngoài lực lượng quân sự đánh vào, lực lượng nhân dân nổi dậy thì thôi nha. Còn nè, đừng bao giờ nói sai lịch sử, đừng bao giờ xuyên tạc lịch sử, và những người mà muốn nói lịch sử thì cứ theo lịch sử mà nói. Các bạn đừng có chê người này chê người kia. Thí dụ bản thân thằng Lưu Ly này nè, nó suy nghĩ nó có nói sai, bạn đóng góp nó, xuyên tạc làm gì? Mình đã ghét cái đám bao que, đám ghét cái đám mà xuyên tạc, mình đã phá đã kích nó thì mắc gì mình phải xuyên tạc lẫn nhau. Cái thằng này nè, cái thằng Lưu Ly nè, nó Hàn Quốc mà nó còn nói lịch sử được, các bạn ở Việt Nam các bạn chê bai làm gì? Mấy bữa nay thì đúng ra tôi chả có thèm nói đâu, mà tự nhiên tôi thấy gì mà tùm lum tùm la hết, bao que chả đánh, xuyên tạc không đánh, lên nói tùm lum tùm la, đúng ra tôi không nói đâu, không bao giờ tôi xuất hiện ở đây đâu, nhưng mà ức. Chị Bạch Yến ơi, người mẹ bàn cờ lại khác chị Bạch Yến ơi, người
Người bày bàn cờ là khác, người bày bàn cờ là trong cái cuộc đấu tranh của sinh viên học sinh thôi Chiến. Người bày bàn cờ là trong cái phong trào sinh viên học sinh đấu tranh thôi. Thì lúc đó biểu tình thì là lúc mà ngay chỗ ngã tư Lê Văn Duyệt với Võ Lê Văn Duyệt với Võ Văn Tần á, bây giờ là hồi xưa là tổng lãnh sự Miên á, thì lúc biểu tình đó thì mới có mà người bày bàn cờ. Bây giờ là nó mình mới dời qua cái thích quản Đức Tự Thiêu xong mình dời qua bên kia đường rồi, chứ không phải người bày bàn cờ là mậu thân đâu. Nói chơi chứ lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, lịch sử Sài Gòn tôi hơi rành. Tại tôi sanh đẻ Sài Gòn, tôi là dân Sài Gòn. Bố mẹ tôi khẳng định luôn, bất kỳ di cư. Thành ra tôi hay chửi Hùng Phạm này vậy đó. Tôi đeo nó là tại nó dốc, tôi đeo nó tại nó hô nó dân Sài Gòn, tôi dân Sài Gòn. Thành ra do đó mà bất kỳ di cư, nhưng mà tôi là gia đình cách mạng, có nghĩa là bố mẹ tôi nuôi dấu cách mạng. Luli ơi, ê Sơn Tây ơi, Sơn Tây nói nha, mình cũng tôn trọng Sơn Tây lắm, mà nãy giờ Sơn Tây comment nhiều cái mà thấy hơi bị chọt chọt nha. Nha. Dạ đi, chọt bình thường. Thì đó, bây giờ nè, các bạn ở dưới ai comment nói về cái đất Sài Gòn này từ 68 đến 75, rồi sau 75, tại năm 78 là tôi đi Campuchia rồi. Rồi xong đến giờ ông này là tôi không còn ở đất Sài Gòn nữa, bây giờ tôi mới trở về đất Sài Gòn này thôi. Đó, bây giờ muốn hỏi tôi trả lời cho. Còn đừng có những người không bao giờ ở đất Sài Gòn mà nói đất Sài Gòn như là đúng rồi. Tôi nói Sài Gòn nha, Sài Gòn là xưa nha, bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà bây giờ dân thành phố Hồ Chí Minh cũng hay nói chữ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh giống như một cái Sài Gòn là cái địa danh quen thôi, quen thuộc thôi. Còn Sài Gòn ngày xưa, thành phố Hồ Chí Minh giờ nó lớn hơn Sài Gòn ngày xưa nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh giờ lớn Sài Gòn hồi xưa chỉ có một số quận ngoại thành, nội thành bây giờ thôi. Còn xung quanh là tỉnh Gia Định, bên kia là Long An thôi. Còn sau này sau giải phóng sau thành còn nó lớn lắm rồi. Thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra chữ Sài Gòn là để nói cho các quận nội thành thôi. Thủ phạm đâu, Đạt Quân. Nó đã vào đâu. Thôi, bây giờ chú không có nói chuyện Hùng Phạm nữa. Thằng đó bây giờ nó mất dạy, ngày hôm qua nó đụng chạm cái vụ mà nghĩa vụ quân sự năm 78 là nó xạo chó nó, là chú không nói chuyện nữa, chú chửi nó thôi. Đó thì giờ nè, bây giờ có anh Cầm đây nè, hỏi anh Cầm năm 68 ở Sài Gòn sao. Thôi bây giờ tôi xin các bạn không, người ta quánh vô tới tòa là đại sứ Mỹ luôn, chiếm tòa đại sứ Mỹ 2 ngày đó, quánh tụi bay té đái luôn, cả thế giới rùng mình luôn, ngay thủ phủ của Sài Gòn mà cách mạng nó quánh cỡ đó đó. Từ 68 xong mới xảy ra cái hiệp định Paris. Mà nói tôi đâu biết đâu, bắt nó vào phải bắt đầu mới sau cái gọi là chiến dịch. Quên, cái thằng đang phạm này là thằng Hùng Phạm. đúng rồi. Quên, bây giờ thấy mặt nó rồi. Hôm trước nó là Hùng Phạm á. Có nói. Mặt chó mày, mẹ mày. Chả có thấy Ngọc Nhiên lên, bây giờ mày liếm ở đây hả? Mày bữa đây là thằng Luli đập mày chết. Thằng đang phạm. Mày đang, không phải mày comment, con vợ mày comment. Tại không thể nào mày vừa lái xe mà comment nhanh vậy hết á. Con mà nó lấy thằng Ba Tàu á, nó comment kế mày á, nó là con cháu, nó là con ruột tao nha. Cái đẻ ra là cháu ngoại tao nha, chứ phải con mày đâu. Phú Cho, ngồi im đi, nếu không là ăn đạn đó Phú Choang.